Okay, xin chào cả nhà. Hiện tại là Nhân đang đứng tại khu Nguyễn Hạnh Hoàng Gia. Đây là một trong những khu dân cư khá đầu tiên tại xã miền Bắc và xã miền Nam của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đây là một trong những cái khu dân cư mà phải nói là có cái diện tích lớn nhất vào cái thời điểm cách đây 7 năm. Thì ở đây với cái diện tích là hiện tại có khoảng 70 hectare và trong đây bao gồm có khoảng trên 8.000 nền. Thì hiện tại bây giờ cơ sở hạ tầng hầu như đã hoàn thiện khoảng 90-95% rồi, và có những một số nơi thì bây giờ công ty đang ra sổ sách cho mình. Thì bây giờ Nhân sẽ dẫn cho cả nhà mình cùng tham quan lại một lần nữa khu Mỹ Hạnh Hoàng Gia. Rồi, xin mời mọi người. Hiện tại thì trong khu Mỹ Hạnh Hoàng Gia này có hai cái hồ sinh thái, mỗi một hồ sinh thái nở rộng khoảng 10 hectare. Và chủ đầu tư Bất Động Sản Trần Anh lấy đất từ hai cái hồ này để sang lấp những cái vị trí của những khu dân cư khác nằm tại khu Mỹ Hạnh Hoàng Gia này. Thì như tất cả quý vị khách hàng cũng được biết, khu Mỹ Hạnh Hoàng Gia đã có cách đây khoảng 6 năm và dân cư đã ở đây rất là đông rồi. Nếu như quý vị khách hàng mình thấy những cái vị trí nào mà khách hàng đã xây nhà thì mình sẽ biết được những cái vị trí đó đã có sổ hồng rồi. Như tất cả quý vị khách hàng mình cũng được thấy thì giống như phía sau lưng Nhân và phía bên tay trái đó thì mình thấy là có các nhà cấp 4. Đó, còn bên tay phải của Nhân thì có nhà một trệt một lầu, một trệt hai lầu, và phía trước của Nhân thì có cả biệt thự luôn. Thì cho nên là mình biết được tại cái khu vực này là khi mình mua đất thì mình có thể xây dựng tự do, và đó cũng là một cái lý do thì thu hút và kéo người dân về đây rất là nhanh. Thì theo tất cả quý vị khách hàng cũng được biết, tất cả những cái khu dân cư hầu như đều có những cái công viên lớn hoặc là công viên nhỏ. Thì phía sau lưng Nhân, chủ đầu tư Trần Anh Group cũng là một cái công viên khá là lớn cho tất cả những cái dân cư tại cái khu này, hoặc là những cái dân cư ở khu khác đến đây vui chơi giải trí, có thể là tập thể dục buổi sáng hoặc là buổi chiều. Thì cách khu Mỹ Hạnh Hoàng Gia này khoảng 1 km² thì hầu như đã có tất cả những tiện ích rồi, chẳng hạn như là bệnh viện đa khoa Hàn Quốc, rồi trường học Nguyễn Thị Hạnh, trường trung học cơ sở Mỹ Hạnh Nam, chợ Mỹ Hạnh Nam, thì nó cách trong vòng bán kính chỉ 1 km thôi. Và hiện tại thì Nhân đang làm nhà đất tại huyện Đức Hòa nói chung và nói riêng là tại khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia này. Nếu như tất cả người khách hàng nào có muốn mua bán hoặc là ký gửi nhà đất tại khu Mỹ Hạnh Hoàng Gia thì quý vị khách hàng hãy gọi cho Nhân số điện thoại 0909 117 880. Và tất cả người khách hàng mình hãy nhớ bấm nút like hoặc là bấm nút đăng ký để có thể theo dõi tất cả những video sau của Nhân. Rồi, Nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả người khách hàng.